Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DKI Brown Beauty nhé. Và hôm nay thì chúng ta được gặp một chị khách hàng tên là Trang, lần đầu tiên tới DK để trải nghiệm dịch vụ xóa xăm mí mắt với công nghệ siêu laser của DK. Thì trước khi mà chúng ta nhờ chị Giang, chuyên gia laser tại DK phân tích về tình trạng da, tình trạng mực của chị Trang ấy, thì chúng ta cùng giao lưu với chị Trang một chút nhé. Em chào chị ạ, chị cho em hỏi thăm là mí mắt này của mình là mình đã làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Từ 6-7 năm trước là nó bị gai xanh ấy. Vâng Thì ạ. đến đầu năm vừa rồi mình có đi dặm lại cho nó đậm lên. Thì nó Vâng hơi ạ. to quá, bây giờ đang thấy chán thì lại muốn xóa đi. Vâng ạ. Thế chị cho em hỏi thăm một chút là lý do gì mà chị lại biết tới đi cây hả chị? Do người bạn mình quen với bạn chủ ở đây thì bạn giới thiệu đến. Thế không biết là bạn của chị đã làm dịch vụ gì ở đi cây chưa ạ? Làm lông mày rồi bạn. Vâng, thế không biết là chị đánh giá về sản phẩm của các chuyên gia tại đi kênh như thế nào ạ? Những gì mình biết, bạn bè mình làm thì mình thấy rất là đẹp ấy. Nên là cũng tìm hiểu mãi vì băn khoăn là không biết là xóa liệu có đẹp không, và cũng phải tham khảo nhiều người dẫn đến đây. Vâng. Thế điều chị đang lo sợ nhất trước khi mà mình xử lý xóa cái mực mí này là điều gì ạ chị? Mình sợ là nó không hết được mà nó phai xanh thôi, chứ còn cũng không sợ đau. Vâng ạ, thế thì bây giờ em xin nhờ chị Giang phân tích giúp em về tình trạng mí của chị Trang nhé. Cũng như là bạn ấy vừa mới trả lời đấy, do cái thời gian bạn ấy làm mí này và cái gốc mực nữa, thời nó đã bị trổ xanh và bạn còn bị xử lý cả bằng mực da phần đuôi mắt này, và Vâng. dáng mí thì cũng không có được đẹp. Mí Thành hơi ra dày đúng không đúng ạ? rồi, với cái gốc mực, hai cái lớp mực mà nó chồng lên nhau cả cũ cả mới như thế này thì cái thời gian mà bạn ấy liệu trình chắc là nó sẽ Phải kéo kiên trì dài. một chút đúng Đúng không rồi. ạ? Thì bây giờ em mời chuyên gia là xử lý luôn nhá, bởi chắc là chị Trang cũng rất là nóng lòng là đang mong đợi để được xử lý ạ. Và các bạn theo dõi livestream cũng vậy. Thì trong quá trình xóa thì nếu như bạn nào có câu hỏi muốn đặt ra thì mọi người Chị có bắt thể đầu cho comment để chuyên gia là chị Giang này cũng như là mình hỗ trợ tư vấn cũng như giải đáp giúp mọi người nhé. Và chị Trang ơi, chị có cảm thấy đau rát trong quá trình xóa không ạ? nhé. Cũng hơi hơi một tẹo nhưng mà không sao. Vâng ạ, bởi vì bản chất của laser nó sinh nhiệt ý, nên là chúng ta sẽ cảm thấy hơi châm chích nhẹ một chút thôi ạ. Vẫn là sạch đúng không ạ? Chị ơi cho em so sánh hai bên đã được không? À, nhưng mọi người nhìn thấy nhá, cái bên mà được chuyên gia xử lý cho rồi đấy ạ, đã sạch mực phải đến 70%. Nhưng mà tuy nhiên thì đây là cái lớp mực ở trên bề mặt da được chuyên gia xử lý đi thôi nhá. Và về nhà này có thể là chị Trang sẽ thấy gốc mực của mình nó đẩy màu lên, thì đây là hiện tượng bình thường thôi. Với da mí em hẹn chị 2 tuần sau quay lại xóa tiếp nhá. Em mời chị Trang tiếp tục xử lý cho em ạ. Ngoài ra thì chúng ta có nhìn thấy cái màu mực da ở trên vùng da của chị Trang không ạ? Với cái màu mực đen ấy thì thông thường mình sẽ xử lý được khoảng bao nhiêu phần trăm nhỉ chị nhỉ? Có thể xử lý được đến khoảng tầm 80-90%. 80-90%, vậy còn màu mực da thì sao ạ? Mực da thì nó chỉ nhạt đi được khoảng tầm 40-50%, nhưng mà với công nghệ tiên tiến nhất như ở DK bây giờ có thể nó sẽ hơn. Kết quả sẽ hơn đúng không Đúng ạ? rồi. Vậy nên là nếu như mà chị em nào cũng đang có nhu cầu hút sửa mực mí giống như chị Trang này, hoặc là bất cứ vùng da nào mà đã xử lý qua phun xăm ấy, mà muốn điều chỉnh lại, thì mọi người liên hệ với DK Eyebrow Beauty để được tư vấn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.